Hello, xin chào các bạn. Mình là Tony, quản lý học viên Việt Nam trường Anh ngữ CBILS. Hôm nay hãy cùng mình tham quan ký túc xá trường Anh ngữ CBILS như thế nào nhé. Để lên được khu vực ký túc xá thì mình sẽ có hai cách. Cái thứ nhất thì mình sẽ đi thang máy, cái thứ hai thì mình sẽ đi thang bộ. Nhưng mà đa số các bạn học viên ở trong trường thì sẽ sử dụng thang máy, sẽ rất là tiện hơn và sẽ là nhanh hơn. Đây là khu vực thang máy của trường, thì có tầng 2 là dành cho nữ, tầng 3 và tầng 4 là của nam, đặc biệt là nam và nữ thì không được vào khu vực của nhau. Tầng 5 là của family và tầng 6 là khu vực dành riêng cho khóa học online. Đây là tầng 3 khu vực ký túc xá dành cho nam. Như các bạn thấy là trong khu vực ký túc xá dành cho nam này thì sẽ có trường sẽ chuẩn bị nước uống nóng và lạnh dành cho các bạn học viên. Loại phòng hôm nay chúng ta sẽ tham quan là phòng đôi nhé. Ok. Như các bạn đã thấy đây là Welcome Kit, là dành cho các bạn học viên mới. Đối với các bạn học viên mới đến trường, các bạn đến trường nhưng mà đã qua giờ ăn trưa hoặc là giờ ăn tối thì trường sẽ chuẩn bị sẵn là mì gói, nước uống cũng như là khăn giấy. Ngoài ra thì có các tiện ích dành cho các bạn như là máy lạnh nè, và cũng như là tủ lạnh. Một điều đặc biệt là trường có trang bị modem wifi riêng dành cho mỗi phòng, tốc độ truy cập rất là nhanh. Các bạn ở phòng đôi thì sẽ có hai giường, thì mỗi tuần thì trường sẽ dọn phòng một lần. Thứ nhất là sẽ thay mền, thứ hai là sẽ thay ra nệm, và thứ ba là sẽ thay gối. Okay, tiếp theo là toilet. Toilet thì sẽ cũng khá là rộng và sẽ có nước nóng lạnh dành cho các bạn. Tiếp theo sẽ là tủ đựng đồ. Thì ở CBU thì trường sẽ trang bị một cái két sắt mini dành cho các bạn để các vật dụng có giá trị như là tiền hoặc là trang sức. Ok, đó là tất cả những thông tin về phòng đôi. Thì tuần tới chúng mình sẽ tham quan phòng 4, loại phòng mà các bạn được rất nhiều các bạn lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.